Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. Dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên, đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội và phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, nhiều kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên luôn tận tâm, tận lực xây dựng giáo hội ngày càng phát triển, đồng thời chấp hành tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Ước tổng kinh phí cho các hoạt động từ thiện nhân đạo từ năm 2017 đến nay khoảng 15 tỷ đồng, duy trì 2 cơ sở an cư kết hạ tại chùa Táo, thành phố Hưng Yên và chùa Pháp Điện, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm với khoảng 300 hành giả tham gia mỗi năm. Tổ chức đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ cầu siêu canh hùng liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 hàng năm và các nghi lễ tri ân, báo ân. Nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề ra phương hướng hoạt động Phật sự với 12 mục tiêu, 41 nhiệm vụ, trong đó tập trung đào tạo đội ngũ tăng ni có đủ đức tài, duy trì tổ chức khóa an cư kết hạ hàng năm, tổ chức giới đàn 2 năm một lần, vận động tăng ni, Phật tử hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Với phương châm kỷ cương, ổn định, kế thừa và phát triển, nhiệm kỳ 6 2022-2027, Ban trị sự và toàn thể tăng ni Phật tử tỉnh Hưng Yên quyết tâm phấn đấu thực hiện xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ổn định và phát triển, góp phần cùng toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 lãnh đạo, chức sắc, tín đồ Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng nêu cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các phần tử cơ hội cực đoan lợi dụng tôn giáo kích động tín đồ, ảnh hưởng đến mối đoàn kết dân tộc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới cùng các tăng ni Phật tử trong tỉnh tăng cường mối quan hệ gắn bó thành viên ban trị sự cũng như với chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp, duy trì tốt mối quan hệ gắn bó của tăng ni, phát huy được bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc phân công bổ nhiệm tăng ni làm trụ trì tại các cơ sở tôn giáo, các cấp ủy chính quyền tạo mọi điều kiện để thuận lợi để Giáo hội Phật giáo hoạt động hướng thiện theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tốt vào các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội suy cử 37 thành viên Ban trị sự, Ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho một tập thể và 3 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác Phật sự thời gian qua.